qua những cái câu hỏi cũng có liên quan tới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới đây, để một phần nào cho các bạn đang xem video này cũng được ôn lại kiến thức cùng với chúng ta luôn. Hoặc là nhớ mấy bạn trả lời sai, không vô thì trả lời sai chưa điểm. Nếu mà tụi mình trả lời sai thì tụi mình cố tình mang niềm vui đến cho mọi người nha. Tại đây. Mỗi đội thi sẽ tự sắp xếp thứ tự thi bất kỳ. Hai thí sinh ở mỗi cặp đấu sẽ phải oẳn tù tì để giành lợi thế được chọn đề thi với 5 bộ đề: toán, văn, anh, tổ hợp tự nhiên, tổ hợp xã hội. Mỗi bộ đề thi sẽ gồm 4 câu hỏi 1 điểm và 1 câu hỏi nhân đôi số điểm. Chồng của Xuân Quỳnh tên gì? Ủa? Chưa bắt đầu! Lưu Quang Vũ! Có tác phẩm gì? Một tác phẩm kia kiểu là Lưu Quang Vũ. Không có chồng về thôi. Bớt giám thị là Nâng có... Thúy Kiều họ gì? Chị Thao, Nho, Phương Định là những nhân vật trong tác phẩm nào của nhà văn Lê Minh Khuê? Những ngôi sao xa xôi. Yeah! Hay quá! Em xin hỏi bao nhiêu? 202 ạ? À thôi, sao? Dù sao lại không lâu rồi. Em tim đập. Đó thấy nó tự nhiên á, mà thấy ngu đâu. Nhưng mà ngu thiệt. Đúng rồi, đứa nguyên khúc này cho em nghe, em biết từ. Don't let your kids watch it. Bối cảnh của tác phẩm Vợ Nhặt là không khí của nạn đói năm 1945, khi dân ta đang chịu áp bức của hai quốc gia nào? Một chín bốn năm là có Nhật. Ba, hai, một, Pháp, Nhật. Em vẫn còn cơ hội để gỡ gạc. Mỗi câu hỏi cuối của mỗi bộ đề thi. Trời ơi! Nhưng mà đâu có biết đâu. Quê của nhà thơ Chế Lan Viên ở đâu? A. Nghệ An. B. Thanh Hóa. C. Quảng Trị. D. Bình Định. C. Quảng Trị. Châu Giang nè. Có còn câu nào nữa không? Gây cấn quá. Xã hội và nhân văn rất là giỏi xã hội, cho nên tôi chọn toán. 1+1=2, 2+2=4, 4+2=6, 6+2=12. Theo hàng đẳng thức đáng nhớ, A bình trừ B bình bằng bao nhiêu? Bắt đầu. Chị. A bình trừ B bình bằng A cộng B nhân A trừ B. Theo định luật Pythagore, cạnh huyền bằng gì? Bắt đầu. Cạnh huyền bằng bình phương hai cạnh góc vuông. Tổng bình phương hai cạnh vuông. Đúng. Đọc lại câu hỏi đúng. Cạnh bậc hai của tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho tất cả các số 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 là số nào? 100. Tập hợp các số hữu tỉ hay còn gọi là trường số hữu tỉ được ký hiệu bằng chữ gì? Tên chị Nguyên. Lớp 10 1000 bằng bao nhiêu? Bằng
1, 2, 3. Không sao. Còn cái gì nhỉ? Tôi sẽ chọn chủ đề xã hội. Wow, society, society. Việt Nam có bao nhiêu bản tuyên ngôn độc lập, kể tên. Rồi, trả lời luôn. Lại. 3. Tuyên ngôn độc lập. 2. Nam Quốc Sơn Hà. 3. Bình Ngô Đại Cáo. Tỉnh nào là tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên không có đường biên giới quốc tế? Anh đọc đâu vậy? Tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập một đảng duy nhất lấy tên là gì? A. Đảng Lao động Việt Nam. B. Đảng Dân Chủ Việt Nam. C. Đảng Cộng sản Đông Dương. D. Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đi. Con đường Lê Duẩn trước khi đổi tên là gì? Thống nhất. Đúng rồi. Dân tộc có dân số nhiều thứ hai Việt Nam là dân tộc gì? Bắt đầu. Dân tộc Tây. Trời ơi, cố lên nha, tay bên đây nhanh lắm á. Ra bên kia kìa. Quán tàu xây. Bây giờ nếu mà chọn tiếng Anh á thì là thế mạnh của tôi. Nhưng mà nếu bà không chọn tiếng Anh mà chọn khoa học kia á thì là bà truyền tiếng Anh lại cho hẳn bà. Không phải cho chính xác. Được, mặt tái mét nãy giờ đó. Tự nhiên. Nguyên tử khối của Fe là bao nhiêu? Nhà voi từ bộ phận nào cấu tạo thành? Răng cửa. Mấy người mà tưởng răng anh nó phải học hai trường đại học. Emotional damage. Chất nào khi bị oxy hóa chậm trong cơ thể cung cấp nhiều năng lượng nhất? Lipid. Mỗi một đòn bẩy cần có một điểm để quay quanh gọi là gì? Điểm tựa. Công thức hóa học của kali carbonat. K2CO3. We don't talk no more, never talking me. Don't like always myself. IQ là viết tắt cho từ gì? Bắt đầu. Intelligence quotient. Yeah. Which month of the year doesn't have the 30 day? February. Thầy sửa đọc là February mới đúng. What's the name of the latest MV of Sơn Tùng MTB? Rồi. Dạ, hai cái hai người mà. Không, con gì đó nó đánh là thấy thằng Thành dơ lên. MV thì là They Don't Want Us All, còn lyric thì là Making My Way, nhưng mà MV là They Don't Want Us All. Có hai loại mạo từ, đâu là mạo từ xác định và đâu là mạo từ không xác định? Nhanh quá, nó nhanh lịch sử luôn. Xác định là the, mà không xác định là on. What do you call a young rabbit? Rồi. Mới chỉ mất là. Sao cái giọng vậy? Thôi mà là thua rồi. Không phải đó nha, mà là mày hấp tấp. Không, nhưng mà bên này cũng hay là cái tình mà. Cái tình là con mèo. Để đi khúc này nha, nha gà. Không được cắt nha.
cái đó là gia sư em. Con chó là Bubby. Con chó. Chó con là Bubby. No Bubby. Xong 5 vòng thi, đội Alexander the Rock đã chiến thắng với tỷ số 20-10. Yeah. Trời ơi, gấp cả luôn. Gấp đôi. Chiến thắng em. Gấp đôi. Không phải vậy. Quan trọng là bên này ba cái bằng đại học, bên này có cái nào không? Chưa có bằng đại học nào mà nó thắng ba cái bằng đại học. Đó. Nói sao không? Tại vì mấy bà già tụi tôi chưa tới tuổi tốt nghiệp. Nói chung là các bạn biết là theo ai rồi đó. Tụi tôi là nhường thôi. Không còn biết theo ai nhưng mà bạn coi thì các bạn muốn học hỏi thì nhớ lựa những câu là tụi mình trả lời đúng. Mọi người nhớ kiểm chứng qua chứ đừng có nghe lời mấy bạn trả lời sai này á. Rồi lấy cái thi đại học. Lấy cái thi đại học thì chúng tôi có lời sai, chúng tôi chỉ chậm hơn các bạn thôi, vì chúng tôi làm sao trẻ bằng các bạn. Không nè, chậm hay không á nó là về cái tự tâm lý, mình tự tin về cái đáp án của mình thì cái cơ tay nó tự giác với nhau. Đúng rồi. Vỗ tay thầy ơi. Rồi vậy nha, mọi người thích team nào không thì để lại comment cho tụi mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi số này và đừng quên like, share và subscribe cho em.